nay hàng hạt sâm 9 củ của mình, mà loại hạt sâm hơn 20 củ của mình đã về. Đó, đây là loại hạt sâm 9 củ. Hạt sâm cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt. Hôm qua mình đã xay cho các cô, các bác, các anh, các chị xem rồi đó. Thơm lắm. Đó, chất lượng của nó thì không thể chê vào đâu được. Hàng chính hãng 100%. Đó, từ Hàn Quốc nhập khẩu về Việt Nam. Đó, đây là hạt sâm. Bên mình có xay luôn. Các cô, các bác, các chị có cần có xay, mình xay luôn cho miễn phí. Cảm ơn cô, các bác, các chị rất nhiều.